sang Triều Tiên học từ năm 1964 và công tác ở Triều Tiên gắn bó với gọi là cái mảnh đất Triều Tiên ấy, đã coi như 40 năm. Ngày cuối cùng tôi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ 4 năm của tôi là vào ngày 31 tháng 1 năm 2004, coi như là 40 năm. Thì cũng có 4 nhiệm kỳ ở Triều Tiên, bắt đầu từ cán bộ phiên dịch và cuối cùng là được nhà nước trao trọng trách làm đại sứ ở đây từ năm 2000 cho đến năm 2004. Đây là cô này người Triều Tiên ạ. Đây là người Triều Tiên. Hai người này là Triều Tiên ở trong cái nhà nghỉ của bà Bình. Đây là chủ tịch Trần Đức Lương đi thăm Triều Tiên vào năm 2000. Huy chương này này của cô là huân chương hữu nghị. Đây là do đích thân chủ tịch Triều Tiên đó để cô lấy hai người. Cô là một trong hai người đấy. Kết hôn với công dân nữ công dân của Triều Tiên. Sao đấy có cái kỷ niệm. Kiến trúc sư của ta cũng muốn trực nguyện sang về sau về đánh giá cái tháp này là cao. Thank you.
chuyến thăm này là tháng 5 thì mình có đặt vấn đề là xin. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.